Xin chào tất cả quý vị nha, mời quý vị cùng đến với phần tiếp theo của lễ lẩu then nguyên tăng binh nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Bây giờ có thể sẽ múa trầu nha. Với sự tham gia của 21 thầy then và then nguyên nữa là 22 thầy nha. Hiện giờ là gần 12 giờ đêm rồi nha quý vị, ngày 1 tháng 8 năm 2024 âm lịch. Cái ngày mình 3 tháng 9 dương lịch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Này bài bật bật đu bật đu bật đu một tí tao vào tao làm cho nó còn hay nữa. Này bài bật bật này mà một tí tao vào tao còn làm cho nhanh nhanh một tí. Nhẹ nhẹ mà tí. Thầy nó gọi chú tao. Đấy bây giờ đau nhiều kia là vậy. Có phải thầy thầy. Bây giờ làm cái gì? Làm một bài nữa. Làm một bài nữa nhá. Làm bài nữa để tao ra tao làm cho. Không phải ra võ đâu. Cho chúng mày phải học theo. Nhà này để mực hát này, nó với Long Nguyên với cái quá là thử mấy chú này. Tao làm không sai đâu. Làm đấy là làm là tập thể dục thôi. Tập thể dục thôi. Tập thể dục mà. Chả ai sợ ai đâu. Tạo ra nhà chủ nhân. Đây là người phải. Thank you.
múa thêm một lúc nữa đi thầy ơi. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha, quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Bây giờ các thầy sẽ nghỉ để chuyển sang phần tiếp theo nha. Làm nhé, đúng không làm, đúng không kiếm. Chẳng cho cái mẹ, ai đúng, nhá đúng, nó còn đúng. Mà lâu làm như hát đúng. Bây giờ là bước sang ngày mới rồi nha quý vị. Là ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch rồi. Ngày mùng 4 tháng 9 dương lịch nha quý vị. 00 giờ 02 phút. Xin chào tất cả quý vị nha, mọi người cũng cảm ơn theo của lễ lẩu Tăng Minh Thanh Nguyên nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Quay đi. Bây giờ là phần phát cái nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những phần tiếp theo nha. Vào cốc để uống một tờ vàng.
Một con đi đầu quay đi, một con đi đầu quay lại. Sau phần này là phần gì thầy? Đấy là sát sinh. Okay. Xong rồi khao tướng à thầy? Đây là hai then tẩy đây à thầy? Ba người à? Thái ơi, bắn lợn về đây đi. Yeah.
ấy nước kề vào đây xong rồi tí nữa bảo các bà hỏi em. Đúng. Mà mày là hồi trước là con một trước bữa sau là nói về những nghe tiếng tàu và tỏi nhá, không nên về mày làm gì tao sẽ hỏi cái gì đó người ta rồi, nếu mày vừa nói đúng thì tao nghe nhớ không muốn tao của tiếng ta hỏi em mà có thể chưa không? Hỏi mày làm hôm nay mà làm cái gì các bạn ơi? Rộng nước này, cô lựa ở đâu đây, lấy đi luôn đi. Một quay phải coi đúng nè. Trẻ thổ với mẹ. Thôi cho nên bắt đầu với đốt xuống cái chậu kia.
đây 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 đâu đâu lấy cái bát điện này, cái bát túi này. Thank you.